Dạ, xin chào các anh chị nha. Bữa nay là ngày 21 tháng 6 âm lịch rồi ha các anh chị. Vườn mai của em bữa nay cũng đã tới cái cử tưới rưỡng rễ bằng hữu cơ cho nó theo định kỳ. Nhưng mà chỗ ở của em 2-3 ngày nay ngày nào cũng mưa hết mấy anh chị. Ngày nào cũng mưa hết, chắc trồng nó còn ướt nhẹp chầm phẹp như thế này. Em không có tưới được ha. Vì vậy trên cái video này em nói bằng cái lời. Em nói bằng lời, rồi chừng nào chỗ ở em hết mưa, chắc chồng em nó khô ráo thông thoáng lại rồi em mới tưới ha. Cái chu kỳ mà em tưới rưỡng rễ và hữu cơ cho vườn mai của em hàng tháng á là cứ 20 ngày là em tưới một lần. Bón phân hóa học cũng vậy, 20 ngày hoặc là 30 ngày là em bón một lần. Và em cứ xây trình tưới và bón hàng tháng như vậy đó anh chị, đều đều như vậy đó, tháng nào em cũng tưới và bón. Anh chị theo dõi kênh YouTube của em thì anh chị cũng đã biết cái cách chăm của em rồi ha. Thì đầu video này em chia sẻ một số cái vấn đề mà anh chị cần lưu ý giùm em. Đó là cái vấn đề bấm chặn đọt cho cây thường xuyên ha, để giúp cho cây mai của anh chị nó kẹo tàn nhặt lá, mập cành mập cốt trong cái giai đoạn tháng 6 này. Thì trên màn hình các anh chị đang xem là một cây mai dáng lắc lượng mâm xôi. Mình chị thấy cái nhánh trên này nè, đây là cây đọt đầu nè, thấy chưa? Rồi tiếp theo nó ra cây đọt thứ hai nè, mình chị hãy nhìn nhánh trên này, nó đang ra đọt non nè. Cái đọt non, cái cây đọt thứ hai này nó cũng vài chục cm như thế này. Mình chị hãy nhìn cái nhánh trên này và nhìn cái nhánh dưới này nè, thì ở trên này nè nó muốn dài hơn dưới này nè, cho nên mình bấm bấm như vậy đó là để cho cái phần trên này nè nó không có vươn dài hơn cái dưới, và không muốn cho nó vươn dài nữa, để cho nó tập trung dinh dưỡng những nhánh dưới này nè, nó làm cho những nhánh dưới này nó đâm chồi ra giúp cho cây mai mình nó đồng đều. Thì những cái phần nhánh ở trên trên cùng của cái đầu đọt mai á lúc nào nó cũng phát triển mạnh hơn ở dưới này hết. Vì vậy mình gặp những cái đọt ở trên nè nó ra nè, anh chị bấm. Rồi tiếp theo nữa là anh chị hãy nhìn cái nhánh mai này, nó cũng đang ra đọt nè, nhìn cái nhánh này nè nó muốn dài hơn dưới nè, và nhìn cái nhánh ở dưới nè nó đang ra nhưng mà nó ra nó hơi yếu nè, bấm nè, bấm như vậy để cho cái đọt này nè nó mau lão hóa, nó không có vươn dài nữa và nó tập trung dinh dưỡng những nhánh này nè, nó giúp cho những nhánh này nè dài ra, giúp cho cây mai của mình có cái hình nón lá tròn trịa hoặc là hình thông khá đẹp. Bấm chặn đọt cho cây thì mỗi một cái giai đoạn nó sinh trưởng là anh chị cứ bấm chặn đọt ha. Một tháng như vậy nó có thể ra đọt từ 1 đến 2 lần, nó tùy theo sức khỏe của cây. Rồi tiếp theo là cái nhánh này, anh chị hãy nhìn cái nhánh này, cái nhánh này nó muốn dài hơn dưới nè, nhìn trên này coi, nhìn trên này thì cái nhánh này nó hơi dài hơn này quá, bấm được rồi nè đó. Từ từ cây mai mình nó có một cái bộ tàn mâm xôi lùng lực đẹp và tròn tàn anh chị, và giúp cho cây mai của mình nó kẹo tàn nhặt lá, mọc cành mọc cốt ở trong cái giai đoạn này. Cái cây mai này nè, cây mai này nè anh chị, là em đã bán cho khách rồi. Bữa nay em đem nó ra, em gói bầu, đóng vô thùng xốp gửi cho khách. Cây mai này có một cái bộ tàn lớn và lùng lực khá đẹp. Bộ rễ cây mai này nó cũng đẹp. Hôm dài cái khu mai ngoài trước này của em đã bán khá nhiều rồi mấy anh chị. Em bán rồi thì em lấy những cây mai khác em lắp lại. Ví dụ như là cái chỗ này lúc trước là cái cây mai dáng thẳng. Em bán rồi em mới lấy cây khác em lắp lại nè, để có một cái cây mai để mà mình làm video chia sẻ lên cho mấy anh chị xem á. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề nước tưới nha. Mấy anh chị chú ý cái vấn đề nước tưới này giùm em vào mùa mưa này. Em sẽ mời các anh chị vào đây để em cho mấy anh chị coi cái tình trạng của một cái mai này. Đây là cây mai cúc thọ hương ha. Mấy anh chị thấy bộ tàn nó rất là khủng. Thì vào mùa mưa này, đối với những cây rễ nhiều, thân trậu và bộ tàn nó khủng như thế này
thì mấy anh chị chú ý tới cái vấn đề nước tưới nha. Nó dễ bị thiếu nước lắm nha mấy anh chị. Ví dụ như là chỗ ở của em, vào đêm hôm này có một cơn mưa rất lớn, thì những cái chậu mai khác á, nó đều ướt nhẹp và chầm phẹp. Còn chậu mai này thì cái tỷ lệ ướt nó không có nè, rất ít. Mấy anh chị biết vì sao nó không ướt như những chậu mai khác không? Bởi vì cái bộ tàng nó quá lớn. Mưa cỡ nào mưa, cái lượng nước mưa mà nó dớt xuống cái phần cắt trồng á, nó hạn chế hơn là những cái chậu mai tàng nhỏ này. Vì vậy đối với những cái cây mai mà có một cái bộ tàng lớn như thế này, mấy anh chị đừng có thấy trời mưa lớn quá, mấy anh chị không tưới nước cho nó là dẫn đến là nhiều khi bị thất bại luôn nghe mấy anh chị. Có nghĩa là cây mai mấy anh chị nó bị thiếu nước. Vì vậy những cái mai tàng lớn này nè, chỗ ở mấy anh chị cho dù mưa lớn cỡ nào đi nữa, mấy anh chị cũng phải ra kiểm tra. Ra kiểm tra thử coi cái chất trồng nó có ướt không. Nếu mà nước mưa nó không có dớt vào nhiều quá, nó làm cho chất trồng nó khô á, thì mấy anh chị tưới nước thường xuyên cho cây ha, cung cấp đầy đủ cái lượng nước cho cây. Cũng như cái chậu mai này, bữa đó em ỉ y, chỗ ở của em mưa 2-3 ngày mưa liên tiếp. Những cây mai khác á, cây nào như cây nấy nó đều đâm chồi, lá tươi xanh mơn mởn, thẳng đứng rất đẹp. Còn em ra em nhìn cây mai này á, thì thấy bộ lá nó buồn lá. Em mới nói trong lòng, ủa sao kỳ, hổm dài mưa ngày nào cũng mưa hết mà tại sao thấy bộ lá nó buồn. Bắt đầu em mới nhìn xuống cái chất chồng. Em nhìn xuống chất chồng thì thấy chất chồng nó khô rang. Rồi mình hiểu ngay là bị thiếu nước. Bắt đầu em mới cầm cái vòi nước mua tươi em tưới một cái. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau bắt đầu cái bộ lá ảnh á, ảnh thẳng băng lên rồi ảnh tươi rói lên, nhìn ngon là liệt. Đó. Vì vậy những cái mai tàng lớn thường chậu rễ nhiều, chú ý giùm em, chỗ ở mấy anh chị cho dù mưa cỡ nào mưa, mình cũng phải ra kiểm tra ha. Có đôi lúc là mưa lớn nhưng mà nước nó không có vào trong cái chất trồng được, cho nên nó làm cho cây mai mấy anh chị nó bị thiếu nước. Vì vậy chú ý giùm em ha. Rồi bây giờ em sẽ quay lại với cái vấn đề là em tưới dưỡng dễ gì và hữu cơ gì cho vườn mai của em tháng 6 âm lịch này. Cũng như mấy cây mai này em trồng tính tới thời điểm này cũng được 2-3 tháng rồi. Đây là mấy cây mà cái lô hôm Tết em đăng lên bán đó, một cây 300 mấy 400 mấy đó. Thì sau khi mà em trồng vào trong cái chậu xanh 4 này rồi, vào giai đoạn này cây nó phát triển rất ngon, bộ tàng lá nó đều xanh mướt và cái thân bây giờ nó cũng to hơn trước. Cây này cũng vậy, đây thì cái đợt tưới rưỡng rễ cho vườn mai của em tháng 6 này là em tưới rưỡng rễ N3M ha. Phân bón lá N3M ra rễ cực mạnh, kích thích ra rễ mạnh, cho cây đâm tược mới, chống rụng hoa, tăng đậu trái, kích thích hạt nảy mầm, tăng trưởng và hồi phục. Thì dưỡng rễ N3M này, tất cả anh chị chơi mai đều biết về nó rồi, cho nên em không cần nói nhiều để mất thời gian của anh chị. Thì nó có hai cách sử dụng, một là anh chị phun lên lá, hai nữa là anh chị tưới gốc. Nhưng mà theo cái phong cách chăm sóc của em là dưỡng rễ N3M này, em chỉ là tưới gốc thôi, không có phun trên lá. Phun trên bộ tàng bộ lá thì em thường hay phun là đốt 2 nè, B1 nè, Bio nè, hoặc là cơm bi vi lượng, chỉ có mấy thằng đó thôi. Dưỡng rễ N3M này em chỉ tưới gốc. Thì 20g cho 10 lít nước sạch ha. Tưới gốc 20g cho 10 lít nước sạch. Cái thùng phi của anh chị bao nhiêu nước thì tính ra cái lượng dưỡng rễ là sẽ cho ra kết quả. Rồi chỉ đơn giản như vậy thôi. Dưỡng rễ N3M này nó chỉ ra rễ giúp cho cái bộ rễ mình phát triển. Và những cái thành phần mà có trong dưỡng rễ N3M này nó gồm có đạm, lăng và kali. Gồm có đạm, lăng và kali và những cái thành phần thiết yếu mà cây trồng mình nó cần có, cần cung cấp, ví dụ như là sắt, magnơ rồi đó anh chị. Em thì chỉ cần nắm cái gốc thôi. Dưỡng rễ N3M này nó cung cấp cho cây là cái gì, em chỉ cần nắm cái gốc như vậy thôi.
còn những cái thứ khác em không có để ý tới mấy anh chị. Mà một khi em tưới vào một cái là cây mai em nó phát luôn. Còn đây là phân bón lá hữu cơ HVB ha. Nó gồm có đạm 6%, lăng 6%, 4% kali. Thì cái loại này, cái đợt vừa rồi em tưới cho vườn mai của em rồi. Khi em tưới rồi thì em phát hiện ra cái đợt cái loại này rất là hiệu quả. Rất là hiệu quả nha. Đây là em xài rồi, em thấy nó hiệu quả, em chia sẻ lại cho mấy anh chị xem. Chứ không phải mà em quảng cáo thuốc gì đâu nghe mấy anh chị. Em đâu có bán thuốc gì đâu mà quảng cáo. Em xài rồi thấy hiệu quả, chia sẻ lại cho mấy anh chị xài. Anh chị nào muốn xài thì xài, còn không xài thì thôi. Cái loại phân này nó gồm đa chung vi lượng ha. Hạ phèn nè, kích thích ra rễ cực mạnh nè. Thì theo em biết tất cả những cái loại phân hữu cơ nó đều để những cái thành phần này giống hệt như nhau mấy anh chị. Như là phân humic cũng vậy, rồi rot 2 đồ đó, bio đồ nó cũng vậy, nó cũng để những thành phần này nè. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á là những cái loại này nhà vườn lớn trồng mai người ta đã sử dụng hiệu quả rồi. Người ta chia sẻ lại cho mình. Cho nên á, anh chị mới tập chơi thì nên mua những cái loại phân thuốc nào mà quen thuộc, đã có thương hiệu từ đó tới giờ rồi, hoặc là những người nhà vườn trồng mai người ta sử dụng hiệu quả rồi, chia sẻ lại cho mấy anh chị thì mấy anh chị cứ tự tin mà sử dụng, không cần ngần ngại. Cũng như cái loại này lần đầu tiên em xài thì em xem cái vườn mai của người anh của em á, tưới rất tốt. Anh chỉ cần nói nhẹ một cái thôi, bắt đầu về nhà em mua rồi, mình tưới cho cái vườn mai của mình rồi là ok luôn, bởi vì người ta xài rồi. Còn anh chị nào mà nửa nghi nửa ngờ, nào là nghi phân giả này kia nọ, thì đó là do cái ý tưởng của mấy anh chị ha. Em thì thấy người ta xài rồi, hiệu quả rồi là em sử dụng ngay, không ngần ngại. Còn những cái loại thuốc khác, ví dụ như những người nhà vườn trồng mai không sử dụng thì em không sử dụng. Vậy thôi. Cái cách mà em học hỏi tham khảo từng nhà vườn lớn á mấy anh chị là em học hỏi đơn giản lắm. Cái thứ nhất là mình phải có cái kinh nghiệm nhìn màu sắc của lá nè. Rồi mình phải có cái kinh nghiệm nhìn cái nhánh mai, xem thử cái nhánh mai của họ nó có mập hay không. Rồi cái màu lá của họ cho ra nó có đậm đà cái màu lá không, nhìn cây mai nó có lực, nó có mạnh khỏe hay không, và nhìn cây mai nó có đâm chèo đẻ nhánh mạnh theo từng cái giai đoạn hay không. Thì khi em mình có cái kinh nghiệm nhìn nó rồi á, bắt đầu mình mới sưu tầm những cái loại phân thuốc mà họ xài là cái gì, thì bắt đầu họ chỉ cho mình, bắt đầu về nhà mình tự tin mình mua nó. Thì khi mình mua về rồi, bắt đầu là mình sử dụng ngay, là mình tưới vào là mình thấy cái cây mai của mình để ý ha, là nó có hiệu quả ngay. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Còn những cái thành phần mà nó có trong những cái loại phân này nè, không đời nào em để ý tới, làm biến lắm anh chị, không để ý tới. Mà cái để ý ở đây là em để ý là cái gốc. Những người nhà vườn người ta sử dụng rồi, những cái loại phân thuốc quen thuộc là mình sử dụng, với lại mình sử dụng nó từ xưa tới giờ đó, mình cứ tự tin mà sử dụng thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cái công dụng là bổ sung các khoáng đa chung vi lượng giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh, đâm chồi để nhánh khỏe, bộ rễ phát triển mạnh, ra đều ra nhiều rễ mới, cây sung sức ra nhiều hoa, tăng tỷ lệ đậu hỏa, giảm rụng trái, trái to, màu sắc đẹp, tăng phẩm chất ngon ngọt. Ở dưới này là nó để sử dụng cho cây rau màu rồi nè. Hướng dẫn sử dụng tưới gốc. Pha 1 lít phân này, có nghĩa là mình dốt ra cái ca. Anh chị có cái ca nào mà 1 lít nước đó, thì dốt ra cái ca đó 1 lít nước, pha cho 100 lít nước ha. Còn không có cái ca 1 lít, giống như cái ca của em á, ca đó là hơn lít, em nhắm chừng, em chế cái phân này nè, ra ngoài cái ca đó hơn nửa ca là ok rồi, nhắm chừng thôi. Lần nó cũng ok rồi. Tưới gốc pha 1 lít phân này cho 100 lít nước. Tưới xung quanh vùng rễ cho cây đủ
thấm xuống đất ha, định kỳ tưới 10 ngày một lần. Nó kêu mình 10 ngày tưới một lần. Thì tùy theo cái cách chọn lựa cái chu kỳ mà anh chị tưới. Anh chị tưới theo nó là 10 ngày một lần, còn tưới theo cái phong cách của em là một tháng như vậy em tưới một lần thôi. Một tháng là 30 ngày tưới một lần hoặc là 20 ngày tưới một lần thôi. Là mình giảm cái lượng phân bón, mình giảm chi phí nè, giảm công nè, và mình muốn cho cây mai của mình ít có lạm dụng phân thuốc á. Vì vậy em chọn là 20 ngày hoặc là 30 ngày tưới một lần thôi, mà cứ xây chuyền hàng tháng như vậy em tưới đó. Còn tưới theo nó 10 ngày lần là cái nhất là như là tốn tiền lắm, anh chị chịu nổi đâu. Nhưng mà cái can phân này của em á, can phân này nè, mua nó cũng rẻ anh chị, có trăm mấy thôi, cũng xài được mà ngon. Cái nào rẻ hiệu quả mình hốt thôi, đường nào mà chạy được hết trơn. Rồi thì cái đợt tưới này của em tưới hai thằng này em cộng lại ha, hai thằng này em cộng lại rồi em tưới. Thì cái ngụ ý mà em tưới á, là em giúp cho cái hệ rễ cây mai em nè nó phát triển nè, rồi giúp cho cái cây mai em á đâm chèo, đẻ nhánh mạnh nè, mập cành mập cốt. Thì hai thằng này nó sẽ cung cấp đầy đủ cái đó đó, nó làm cho cây mai mấy anh chị á, lá to khỏe dày bóng, đâm đọt mạnh theo từng giai đoạn, sẽ cung cấp cho cây mai mấy anh chị nó phát triển mạnh, bộ rễ khỏe và mau thuần chậu trong cái giai đoạn này. Thì cái chỗ ở của em chiều nay nếu mà không có mưa, chắc trồng nó khô ráo thông thoáng lại thì em sẽ tưới. Thì chiều nay em tưới, có thể em sung sung em cũng có thể làm thêm một cái video tưới thực hành cho mấy anh chị xem nữa. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu cái lô mai này sơ lại một cái để cho mấy anh chị nắm ha. Và em có một cái lời cảm ơn gửi đến các anh chị trong mấy ngày vừa qua đã ủng hộ cái lô mai này của em. Thì cái lô mai này của em bữa hổm rất là nhiều mấy anh chị. Thì khi em đăng một cái video đầu tiên lên em giao lưu á, thì có rất là nhiều anh chị ủng hộ em. Hiện tại giờ em còn khoảng chừng vài chục cây như thế này thôi. Cây to khỏe, rễ đẹp và mập cây. Chiều cao của cây thì cao từ 1m7, 1m8 trở lên nè. Anh chị nào biết số điện thoại của em cái video bữa đó thì anh chị muốn giao lưu á, thì anh chị điện lên số điện thoại đó gặp em ha. Anh chị mua 5 cây là em bao ship ha, 80.000 cây. Anh chị mua 5 cây là em bao ship. Anh chị mua 10 cây thì em tặng cây ha, và em bao ship. Anh chị thấy là cái thân của nó là nó bằng cái ngón tay trỏ của các anh chị á. Cây rất to, rễ đẹp đẹp không nè, nhìn nó mập cây ha. Em xin nhắc lại ha, anh chị nào biết số điện thoại của em muốn giao lưu với em thì điện lên số điện thoại đó gặp em. Mua 5 cây thì em bao ship 80.000 cây, mua 5 cây em bao ship. Còn mua 10 cây thì em tặng cây và em bao ship ha. Chiều cao của cây từ 1m7, 1m8 trở lên, cây rất lực nè mấy anh chị. Đây nè, cũng có một anh khách ảnh mua em mấy chục cây, ảnh nhờ em uống giùm ảnh 10 cây. Đó thì em uống, đây là cái bước đầu ha, uống lắc lượng như thế này. Đó, anh chị mua về nhà rồi cặp dây nhôm vào, quấn băng keo vào, uống bước đầu, tạo cho nó một cái hình lắc lượng như thế này. Rồi sau đó mấy anh chị mới dưỡng những cái nhánh này nè, cho nó ra nhánh, cho nó ra lá ra nhánh. Thì khi nó ra lá ra nhánh rồi, cây mai mấy anh chị nó trở nên thành phẩm giống như thế này nè, nó thành phẩm như thế này liền, là bắt đầu cây mai mấy anh chị nó sẽ nhảy cái đồng tiền lên rồi. Cái thân của cây mai này nè, và cái thân của cây mai đó thì nó cũng bằng với cái thân của cây mai này á mấy anh chị. Vì vậy cái thân của cái lô mai mà em đang lên bán nè, nó rất to. Nó chỉ không có giá trị của một cái là cái nhánh trên này nó chưa có ra lá thôi, nhưng mà cái lá nó rất là già nè, cây nó rất là mạnh cây. Anh chị mua về nhà mấy anh chị lặt lá, coi cái lá nào mà nó xấu á, lá nào bị dập đó, thì lặt bỏ, chỉ cần lấy nhánh và lấy cái thân thôi. Rồi mấy anh chị mới cặp dây uống giống như thế này nè, cặp dây nhôm vào nè, quấn uống giống như thế này. Rồi mình mới chăm sóc, tưới nước đầy đủ cho cây này kia nọ đó, nó tùy theo cái cơ địa của cây mình tưới nước. Mình chăm sóc thời gian thì những cái nhánh này nè, nó sẽ ra lá rồi thì cây mai của mấy anh chị nó sẽ thành phẩm giống như thế này. Bắt đầu có đồng tiền nó nhảy lên rồi. Rồi,
video này em xin kết thúc tại đây anh chị. Chào anh chị nha.